sau khi bùi lăng bị liệp nguyệt bắt sống cô ấy đã đem cậu đến một nơi mang phong cách quỷ dị và rồi thì họ à không là liệp nguyệt làm chuyện ấy với bùi lăng liệp nguyệt đổ mồ hôi thở dốc chưa đủ sức mạnh vẫn chưa đủ phải mạnh thêm nữa mạnh thêm nữa cơ mà bùi lăng nhà ta bị hấp vẫn chưa tỉnh được một mình liệp nguyệt tự xử bùi lăng sau loạt ảnh vừa rồi các đạo hữu nhìn cảnh này tự đoán nhé đây còn cả đoạn này nữa hí hí liệp nguyệt dùng ánh mắt đờ đẫn đưa tay sờ lên mặt của bùi lăng cô nhủ lục dục bí điển là công pháp cực phẩm thiên giai có lẽ là vì công pháp của liệp nguyệt vẫn chưa triệt để xóa bỏ tạp niệm loại công pháp này cần phải cho vào trong tu luyện nghĩ rồi liệp nguyệt tiếp tục với tư thế khác cô đưa môi của mình lên môi của bùi lăng quyết định thử lại lần nữa một bên khác con hàng tôn ánh lan vẫn chờ ở bên ngoài trông ngóng bùi lăng ra vẻ mặt nóng vội sắp không đợi được nữa rồi phía bên này bùi lăng vẫn còn đang phanh thây bị người ta áp bức bóc lột mà không thể kêu lên tiếng nào đúng là khổ quá bị người ta bóc lột hết lần này đến lần khác trong một thời gian ngắn như vậy liệp nguyệt đã thử rất nhiều tư thế khác nhau đổi lên đổi xuống xoay ngang xoay dọc vẫn không được dù cho đã xóa bỏ tạp nhiệm hoàn toàn cho vào trong tu luyện rồi nhưng hiệu quả vẫn như lần đầu có lẽ nào lục dục bí điển thật sự phải do bùi lăng chủ đạo rồi đột nhiên một cảm giác giống mấy lần bóc lột trước đó ập tới liệp nguyệt nhắm nghiền đôi mắt lại một cảm giác không biết miêu tả hết bao nhiêu giấy bút thôi đằng nào các đạo hữu xem phim giao lưu võ thuật có cần tiếng đâu ha ha thế nhưng tu luyện lần này không những tu vi của liệp nguyệt không những ít tiến bộ ngược lại chỉ thấy sung sướng liệp nguyệt định không thể tiếp tục như thế được liệp nguyệt định dùng tà thuật khống chế tu luyện của bùi lăng thế nhưng đột nhiên con mắt của Bùi Lăng mở ra một cách bất thường, Bùi Lăng từ vị trí kèo dưới ngồm dậy, cậu nắm chặt tay của Liệp Nguyệt, rồi tiếp theo là ấn Liệp Nguyệt lật kèo xuống, Liệp Nguyệt có chút bất ngờ, bản thân còn chưa khống chế Bùi Lăng, sao cậu ấy lại có thể tự hành động được chứ, lẽ nào đây là nói dựa vào bản năng bắt đầu hành động rồi sao, nhìn Bùi Lăng lúc này tôi cảm giác đây chính là đấng cứu thế, tôi tin chúng ta cần được ngài đứng lên lãnh đạo, tiếp theo đó thì Bùi Lăng làm chuyện nên làm thôi, nhưng mà không phải là làm một cách nhẹ nhàng đâu mà là một cách thật sự dô mốt khiến cho Liệp Nguyệt cắn chặt lấy môi, mà nhìn Bùi Lăng đẩy xe bò, cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chịu, Bùi Lăng dần tỉnh lại sau cơn mê, trên cơ thể của Bùi Lăng còn lưu lại những dấu tích của cuộc giao lưu võ thuật, Bùi Lăng ngơ ngác bật dậy ngó nhìn xung quanh, đây là đâu, sao nhìn không giống nơi tối tăm, rốt cuộc thì vẫn nên chuồn trước cho chắc ăn, nhanh chân ba chân bốn cẳng chẳng cần mặc đồ Bùi Lăng chuồn đi mất, thật nhanh ra khỏi phòng. Thế nhưng cậu lại không để ý từ đằng khác có người đang quan sát cậu, Người quan sát chẳng ai khác chính là Giảo Nghệ và Vụ Liễu. Giảo Nghệ lên tiếng nói, Bùi Lăng quả nhiên giống như Vụ Liễu nói, thần thức không giống như người thường, vậy mà có thể tỉnh lại trong khống chế của chủ nhân. Vụ Liễu hỏi Giảo Nghệ, tỷ vậy chúng ta có nên đi nói với chủ nhân không? Giảo Nghệ đáp lại, không cần, thức tỉnh của Bùi Lăng nhất định là nằm trong dự liệu của chủ nhân, để chúng ta từ từ thưởng thức màn kịch hay tiếp theo thôi. Mình là HM, M review truyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất tập 59 đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.